Ok, chào mừng anh em đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình cũng sẽ làm cái video đầu xuân luôn. Thì đầu năm mới thì chúc anh em có một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, phát lộc phát tài. Đó thì có thêm nhiều tác phẩm đẹp nữa. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cái màu ảnh tin tin này. Nó sẽ tôn cam cam, nhìn nó khá là ưng mắt. Đấy, thì nó cũng tựa cái tông ảnh hôm trước mình làm bộ áo dài, nhưng hơi khác một chút là cách kéo thôi, nó sẽ sậm và đậm contrast một chút. Thì ở đây mình đã chuẩn bị giờ tốc cũng như là ảnh mình đã sửa rồi, thì đây có thể mọi người có thể xem qua này. Đó, thì nó tone này nó cam cam một chút, nhìn nó nhẹ nhàng. Bộ này mình chụp Huyền Hoàng Ngọc Huyền. Rồi, đây, đi vào video hướng dẫn. Vẫn như mỗi khi nhá, phần giật tốc mình vẫn để phần mô tả, anh em tải về và làm theo. Rồi, ok, copy, paste. Trời ơi. Rồi, ở đây thì mình sẽ chỉnh cái tấm đây, cái tấm này đi. Tấm này là tấm chính đi. Đây mình sẽ đẩy nhiệt độ ca các thứ cao lên, mình đẩy là cái da nó phải tôn màu cam cam một chút. Thì cả mic mình đã mic tông này rồi, nhưng mà ánh sáng nó hơi sáng một chút. Rồi, mình sẽ tăng nhiệt độ ca lên. Rồi. Tiếp đi. Tin mình tăng nhẹ một tí để lấy lại cái tone hồng hồng. Rồi, highlight đang rất cháy này, cháy quá nhiều luôn. Đó, ấn vào đây có thể. Đó, cháy này. Rồi, giảm hết highlight cho mình. White lại xuống nhá. Rồi, contrast. Ở cái ảnh này thì contrast sẽ rất cao nhá. Contrast hơi cao đấy. Đó, tăng lên tí cho mình. Đi hơi cũng tăng nhá. Clarity đấy. Rồi, shutdown tăng lên một xíu. Ok. Rồi. Ở đây mình đang màu lên. Tăng một tí vào lên lên. Rất là dần tăng nhẹ rồi. Rồi tiếp đến mình sẽ vào cái đồ thị. Đây. Cái tool cover này. Mình sẽ lắng một chút ánh sáng đây. Nghe đây. Vào đây. Mọi người, nếu mà ai hay xem video của mình thì biết là mình hay lắng cái màu phim hoặc là mấy cái màu kiểu buồn buồn cảm xúc thì mình hay lắm đây đây. Đó. Tâm trạng nó sẽ gần gắt, nó sậm. Rồi, ở đây thì mình cái biểu đồ này mình sẽ lắn hình chữ S nhé, trong đồ mút này kéo lên hình chữ S này. Rồi, nó rơi kéo xuống này. Đó. Hình chữ S cả ba hình, hình chữ S, SC, đó, nhớ phải đánh đúng nha, ba cái này giống nhau nha, khác nhau là màu đã khác nhau ở đây, rồi cái này quan trọng đấy, rồi, ok, sau khi mình nhấn này xong thì mình sẽ vào trừ màu và mình pha màu thêm, mình trừ màu thì mình sẽ trừ ở Huế Saturation nhá. Huế Saturation. Rồi, ở đây thì mình đầu tiên thì mình sẽ đẩy cái tone. Đẩy cái tone đỏ lại sang cam cam một tí này. Đó, cam này, tone xa này. Rồi. Nhìn mới đầu nó ghê thôi thôi, nhưng mà tí nữa mình kéo xong sẽ mềm đi nhá. Ok, cho cái cam này. Rồi. Trừ cái xanh tí này. Ok, ở saturation nhá, đây là cái bước quan trọng này. Ở bước này thì mình sẽ trừ màu cam, trừ màu vàng này, trừ màu xanh xuống này, nữa xuống này. Đó, nhẹ màu xuống, riêng màu đỏ mình tăng lên thôi. Rồi, cái này kéo xong tí nữa.
Ok. Tiếp đến Lumion này, mình sẽ tăng sáng tí. À, sáng lên. Đó. Rồi. Cái gì mà sách xuống? Mà lưu xuống gì mà lưu xuống thì ok. Mình hơi sáng. Giữ ô kéo. Rồi. Đó, tôn ra. Rồi, tiếp đến ở Sleep Toning. Rồi, thì mình sẽ phủ màu xanh lên vùng highlight. Blue đấy, gọi là blue cho màu xanh. Blue nhé, ai chào. Rồi, ok. Đây mình thấy tương tự ở sắc đao mình cũng phủ nhẹ lên một lớp. Rồi. Đó, thấy là màu nó đỡ rồi. Tiếp đến mình sẽ vào highlight tạo nhẹ lên một xíu. Rồi. Mình thấy hình hơi trái thì mình giảm tí sắc đao. Rồi, mình gần được cái tông rồi. Cái tông nó hơi nhạt một tí. Đây, nhạt lại một tí màu. Ok. Đó, có thể ở đây là tôn khá chuẩn ở đây. Sao được tôi cái đồ thị này thì nó sẽ màu nó sẽ chuẩn hơn. Cái này lại hơi vàng. Ok, vậy là mình đã có cái màu. Từ từ tấm thì mình sẽ chỉnh lại đó. Thì đây nó sẽ giống như này, cái màu mình đã làm. Hơi sai một tí màu, trả lại cái áo tí nhé. Đây là từ 50 luôn. Ok, ăn tầm này đi. Rồi. Ở đây thì áo màu hơi sai, chỉnh lại màu áo thì ok. Đó, nhả lại màu áo. Đang hơi vàng ra. Ok, đúng rồi nhé. Hơi lạnh một tí.
Ok. Rồi, vậy là mình đã có cái màu rồi. Bây giờ mình sẽ lưu lại. Lưu cái màu. À thôi, xuất ra xử lý trên Photoshop nữa. Tập xuống xin đi nhé. Đỡ một tí màu đỏ lên này. Để cho nó giống cái ảnh mình vừa đăng. Ok. Ở đây mình sẽ là tăng red, tăng tím magenta đấy, tăng blue. Đó, tất cả cộng 6. Ok. Vậy là mình đã quên tôi. Đó. Sẽ dìm cái background nào thì cho nó đỡ cháy nhá. Dìm background nào. Được lại đã. Xịt cái chân này vào. Cái chân G lên. Rồi, cái chân nở. Trừ sáng xuống. Ok. Rồi, tạo cái layer mask. Để nó đen lên trên. Xóa đi. Chỉ này này, chỉ dìm cái bách thôi mà. Người mình vẫn để nguyên. Tô lại toàn người. Để sáng người lên. Đây là bộ action mình có sẵn rồi. Action làm ra nhá. Anh em nào quan tâm thì inbox riêng. Bộ action làm ra này. Quét cái là xong. Làm ra làm trắng răng các kiểu nhanh lắm. Khử ám, khử tím, có đủ tất cả luôn. Tiếp trên cái lớp này, đây là trừ xuống, hơi mịn quá. Nếu mình làm thì sẽ là bớt mịn hơn, nó hơi mịn quá. Ở video tiếp theo thì mình sẽ làm cái hướng dẫn anh em làm da nhé, bằng ô chai lấy email và làm da bằng tay nhé, làm da tự tạo action làm da nữa. Cho 2 bát. Ok, vậy là mình đã có tấm hình hoàn chỉnh rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nhớ xem và ủng hộ mình. Nếu mà cảm thấy ok thì cho mình 1 like và 1 sub của kênh. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em.